Xin chào cả nhà, đã trở lại với kênh Quê Nhà Có Mẹ của mình. Thì hôm nay mình cũng làm ăn mùng 5 nha cả nhà. Mình làm cái món bún bò lụi nhỏ. Ở đây mình có chuẩn bị 3 kg thịt bò. Này thịt thăn bò cho nó mềm, với lại 1,5 kg thịt ba gọi. Dừa khô này để mình dắt, mình lấy nước cốt, mình làm nước, mình ướp thịt. Có rau củ ăn kèm, có giá, rau thơm, cải trắng, cải đỏ để mình làm dưa chua, mình ăn kèm. Có hành lá để mình để làm cái nước mình rưới lên thịt nướng cho thơm. Rồi có gia vị để chút mình ướp thịt. Bây giờ mình xắt thịt với lại làm gia vị để ướp thịt. Thịt lụi này ướp cho nó hơi lâu, nó thấm nó mới ngon. Rồi giờ mình lấy thịt bò mình xắt. Cắt cho nó vắng bớt. Thịt ngon. Mình đập cái miếng thịt cho nó mềm. Lụi này chứ cũng khó, sắc ướp lụi này, lụi nướng lụi này cũng miếng thịt mình cũng phải đập ra cho nó mềm, miếng thịt cho nó lớn, miếng thịt ra đặng quấn cho nó dễ. Bây giờ mình đập dừa. Đập thêm chai nữa. Rồi không bể rồi. Bắt cái chảo lên ngang đậu phộng cho cô Tư. Cô Tư luôn.
giờ bắt nồi lên để nấu giấm. Cho một ca giấm vô. Bây giờ mình cho 4 giá đường vô giấm. Cho vô một muỗng muối, phải lên đều lên. Mẹ ơi, keo này có lặt gì không mẹ? Có. Con trước tiên là con gọt củ cải trắng cải đỏ cho mẹ đặng chặn để mình ngâm giấm đường á. Dạ. Làm dưa chua đó chút mình ăn với bún nè. Này gọt hết luôn hả mẹ? Con gọt hết đi rồi một củ mình xắt nhuyễn để mình làm nước mắm á, để vô nước mắm á. Dạ, để em đem vô mà sang nước không ạ? Dạ. Ê Vy ơi, làm phụ chuyện với gạo này đi nha. Đi gọt cho cô Tư mấy cái cải gọt chứ. Gọt gạo nha. Đây gọt củ cải cà gót. Em đặt cải. Để cho cô Tư bữa nay làm ngâm giấm đường. Em phải bào mới được. Nay cô Tư làm cái món này là ăn là tốn lắm nha Vy. Dạ. Lâu lắm cô Tư mới làm lận á. Món này là món gì vậy Trang? Cái này là lụa nhỏ á. Lụa nhỏ á? Ừ, thường thường đám á mới làm. Bữa nay cô Tư cho ăn. Nó muốn héo rồi chị. Nắng đó Vy. Mới đem ra chút xíu là nó muốn héo rồi nè. Con gọt hết mấy củ luôn hả chị? Ừ. Làm này ăn ngon mấy chua chua á. Nắng quá nè Vy ơi, con lấy cái nón nè đội. Trang lấy cái nón mẹ nè đội đi. Nắng quá hả? Được rồi mẹ. Nắng sáng tốt. Mẹ ơi, chuẩn bị lụa chưa? Chuẩn bị nè, mẹ sắp đổ hành nữa là xong đó. Dạ. À, con gọt củ cải rửa trước đi, đem vô đặng mình chặn mình ngâm giấm đường cho nó vừa ăn. Dạ. Mình làm nước sốt để ướp thịt lụi. Trong cái thịt lụi này nó nhiều gia vị lắm. Mình cho một muỗng đường thôi. Mình cho vô một muỗng hạt nêm, nửa muỗng bột ngọt. Cái thịt lụi này là mình có ướp chao, mình cho vô 2 muỗng chao. Thường khi có chao đỏ nữa, miếng thịt nó đỏ mà bây giờ mình không có chao đỏ, mình ướp chao trắng. Đây mình cho vô 3 gói sốt ướp thịt nướng, cho vô 1/4 muỗng bột nghệ, 1 bịch ngũ vị hương, cho ít dầu hào, nửa chai dầu mè. Chai này chai nhỏ. Con hũ sa tế cho vô 4 muỗng mật ong. Mật ong này mật ong thiệt cho nó mềm thịt. 3 4 cho nửa hộp sữa tươi, nửa hộp sữa đặc, sữa ông thọ, nói lộn. Cái này mình cho vô nước xả với tỏi, nãy giờ mình quên để, nó mới thơm. Đậu cà nhuyễn, đậu phộng này mình rang rồi mình cà nhuyễn. Đặc biệt là nước cốt dừa, mình để nước cốt dừa kẹo vô. 1, 2, 3, 4, 5. Hỗn hợp mình để vô đủ rồi, gia vị thơm hết rồi đó, giờ mình quậy cho nó đều.
vậy điều vậy mình mới ướp vô thịt nó thấm nó mới vừa ăn. Cái lụa nhỏ hồi xưa giờ mình là mình ướp vậy đó. Rồi thịt bò sớm giờ mình sắt xong rồi, giờ đổ qua cái thau để ướp, thịt nó bỏ nước xuống. Rồi giờ mình rưới nước ướp nước sốt vô để mình ướp thịt cho thơm. Trộn lên, mình rưới cái nước sốt từ từ. Ướp vậy nó thấm miếng thịt nó mềm. Rồi thịt nó còn khô thịt cho nên mình thêm miếng nước sốt nữa. Thịt ba gọi hồi nãy mình sắt nè, mình ướp muối với đường cho nó trong rồi mình giờ mình trộn vô luôn để con chút mình quấn mình lụi. Rồi trộn lên. Lấy củ cải chặn để làm dưa chua. Chặn dày dày ăn chút mình xả sắt lại. Để quả thớt nãy sắt này mẹ cũng sắt củ cải nè. Đấy là dày quá chăng? Ừ, vậy mẹ. Ừ đúng rồi, sắt dày dày vậy nó ngon mà sắt từng miếng đi, sợ mẹ sợ con không quen á. Vậy hả mẹ? Ừ. Này làm dưa chua hả mẹ? Ừ là nó giống đường á. Chút mình ăn với thịt nướng đó. Mấy mẹ hai nấu nước giấm rồi không mẹ? Ừ mẹ hai nấu nước giấm rồi. Con sắt vậy là được ha. Sắt vậy được, mẹ để vô thau này luôn nha. Dạ, nặng tay không con chặn cho mẹ. Được. Không được con chặn đi mẹ sắt cho lẹ. Mẹ sắt quen tay mẹ sắt còn lẹ nữa. Đi con chặn cho. Dạ. À, đây chặn cho. Đi. Này nó cũng dễ. Thôi dài dài cho anh cho nó cộng dài. Dạ. Con chặn hết luôn. Cải đỏ thì nó cứng à, cải trắng nó mới mềm. Dạ. Ngực quá, giờ này đổ mồ hôi. Giờ này nắng nóng quá trời mẹ, đổ mồ hôi. Mà còn nướng nữa đây nè, trời này nướng. Nướng đổ mồ hôi luôn. Bữa nay ăn ăn mùng năm. Ăn Tết giữa năm hả mẹ? À. Hôm nay ăn mùng năm. Cải mình sắt hồi sớm là mình xả rửa sạch rồi. Bây giờ mình cho vô đây 2 muỗng đường. Trộn cho nó áo áo đường nha. Giấm hồi sớm chị Hai nấu à. Bây giờ mình để qua cái gỗ gây này mình lượt lại cho nó có hơi bụi. Có con dấp bỏ vô đây mình ngâm, bỏ vô trong cải đỏ cải trắng này mình ngâm. Trộn lên nó giấm thì nó cũng chua á, không dám đổ nhiều nhiều chắc nó chua dữ lắm. Rồi chuẩn bị xong hết rồi, giờ củ hành này mình để vô trong thịt để mình quấn chung nó cho nó thơm. Rồi lấy cái ghim đang lụi nha hai. Nè đấy. Coi đây là mẫu con cô Tư. Đây cô Tư làm. Nè. Đây đây miếng thịt. Miếng thịt heo. Củ hành quấn lại. Đó, vậy đó hai. Ừ. Cái mình nè. Mình ghim vô này, chỉ ghim hơi thưa thưa thôi, mình nướng nó mau chín nữa. Ừ. Cũng được không, bây cô để cái thau xích lại chờ đó.
rồi tự ai nấy làm. Miếng thịt bò, miếng thịt heo. Bò, miếng thịt heo, miếng củ hành. Nướng hồi cái một chút bún, một chút đậu, một chút rau. Ăn ngon dữ lắm đi. Con xỏ một sâu nữa cô Tư. Xỏ sâu. Con coi nè, con xỏ cho nó có cái chiều, cái miếng ra bi. Đó, xỏ cho nó miếng thịt cho nó gọn. Vừa vừa vậy nè, đừng có khít quá. Khít quá cái nó lâu chín ở trong á. Nó đùa qua. Đùa qua đi, đậm lượm cho dễ. Mình làm mà mình cảm thấy ngon rồi đó bi. Thơm. Thơm lắm, một hồi nó nướng đi thơm lắm. Cái nào dụng dụng quấn đại đi, còn nếu mà dụng nữa một hồi nữa em lấy nha, cái miếng giấy hay là cái lá lốt quá hay. Lá lốt ngon ha. Một hồi nữa cho thằng Bi hái lá lốt. Quấn luôn, nướng luôn. Thịt bò mà nướng lá lốt mà ngon lắm. Hồi nãy em làm một thau nước ướp vậy mở hút hết trơn á. Vậy nó thịt nó mềm. Món này cho thằng Bi nó. Ngay cái món thằng Bi nó thích rồi. Có bà gọi rồi. Có bà gọi. Nhớ hồi trước nè, là đám ông ngoại dưới nhà ông ngoại dưới là nó ăn thịt nướng là nó khỏi ăn cơm luôn. Hai anh em nó đi ra người ta nướng á. Hắn ngồi hắn theo suốt luôn, hắn ăn hắn khỏi ăn cơm luôn. Thế vậy bên trên này chưa xỏ xong rồi, chỉ xỏ quấn cái nướng cái thịt bà gọi vậy nè, nó ăn nó ít quá ngán. Còn người ta quên để củ hành vô nữa chứ, người ta để người ta mà nướng để miếng mỡ á, miếng mỡ ăn á. Một sâu vậy mà là bao nhiêu cục của hai cô Tư? Con xỏ đại đi, vừa vừa đầy sâu thôi con ơi. Đầy sâu thôi. Này mình làm mình ăn mà đâu có điếm. Cái đầy sâu rồi thôi à. Bi rủ nó ăn cơm, nó không ăn, nó để chờ cái món này. Cái món này là Diện Tư hồi đó ha, Diện Tư mà đi đám là người ta hay mượn nướng. Mình nướng để đãi khách đó. Diện Tư chắc nướng này hay lắm ha. Nướng hay lắm. Thế thôi mình mượn Diện Tư nướng. Đám mà mấy ông nhậu rồi thấy nướng là mấy ông lại ngay cái chỗ nướng. Được một sâu rồi đây. Của chị hai được một sâu. Để qua đây ha. Để qua đây. Đây, đây cũng được một sâu nữa đây. Sâu này bự dữ à. Sâu vậy mà nó kêu, người ta kêu lụi nhỏ. Lụi nhỏ đó à. Sắc nhỏ nhỏ nè, rồi lụi đó. Rồi kêu lụi nhỏ. Biết sao không có thêm cái miếng mỡ ở trong này, nó mềm, nó giòn. Cô bữa nay cô làm ăn liền á, chứ cái miếng mỡ này nè mình ướp trước á nó chăm nó giòn ngon lắm, mà bây giờ làm ăn liền. Đi có mỡ nó thích lắm nha. Ê coi cũng xong nè cô Tư, để nó nhìn thôi. Bi nó làm cũng đẹp quá. Tiếp tục. Giảm cân thành công rồi, mà nhà ngay hè này về ở với cô Tư mà không biết cũng vậy có tăng đi. Dạ có 2-3kg hả? Mà cũng dọn cái đâu nghe đó. Nào cái nọt tốt á thì mình lụi đi, còn nọt xấu thì ngồi mình phụ với mẹ. Sao con ngồi chỗ nào được đây? Đây ngồi kế bành bê nhè. Không biết. Dạ được, để mẹ né qua chờ. Chị kính ghế giùm em, kính ghế giùm em. Chưa à? Thôi chờ chở thôi. Lụi này mà đông người cho nó mau rồi. Này giống đám quá mẹ. Hồi đó đám cưới nè mới làm món lụi nhỏ. Bữa nay ăn mùng năm, cô Tư làm món lụi nhỏ nè. Tết giữa năm. Tết giữa năm.
người ta gọi là gì ta? Tết Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ. Nhiều tết phức tạp. Bữa nay mẹ làm mẹ đãi cho. Dạ. Sẵn có thằng cha nó nghỉ học nó ở nhà nè. Hôm nay có thằng Út này làm món ngon đãi cho Út. Phải nè. Có cha ha. Cha nướng cái này là khéo dữ lắm á. Cha đi làm vô mệt rồi, để ngồi nữa không khỏe không mượn không khỏi. Cái ghế này nó khó quá. Đang đổi cái ghế này. Để cao đi chứ. Đây. Đây mình được gọn một. Sâu đây. Hai. Đòn. Giống như bánh tét ha. Này, lấy một miếng thịt đó mẹ. Lấy miếng thịt với lại miếng thịt bò, miếng thịt ba gọi, miếng hành quấn lại. Lâu lắm rồi con không có làm món này với mẹ. Món lợi cho mẹ cây ghim á. Đây. Đây xiên nó quá à. Rồi cũng được cuộn rồi đó mẹ. Được một cuốn rồi nè Bi. Nhưng mà chưa có kinh nghiệm lắm. Chị Trang làm cũng đẹp đó Bi. Bi làm đẹp quá nè. Đầu bếp tương lai. Học cô Tư còn tháng trời rồi đó. Cô Tư biết làm để đặng ăn. Trời ơi. Có số. Chúng nó quýnh nhau Bi ơi. Chắc mấy chó hàng xóm nghe mùi thơm mà. Nó nghe hơi gì á. Làm này hồi cô Tư với cô Hai á à, làm phân nửa thì hai chị mình đi đốt than. Dạ. Phần miếng là phần em thích nhất nè. Ok. Mùi thơm. Hồi đó mẹ còn làm nước mắm nữa nè. Được cái món này ăn được cái chiều rồi mẹ ơi. Nó bụng chưa Bi? Chưa. Ăn muốn ăn đồ món là phải vậy đó con ơi. Bây giờ là cái này là làm là mau rồi đó. Hồi đám là phải làm trước. Trước cái mỡ này cũng phải luộc sơ qua cho nó chín. Mẹ cái này thịt bò rồi có thịt heo nữa hả? Thịt bò với thịt heo lụi này lụi bò. Dạ. Trước là hay ăn lụi heo. Lụi heo nó không ngon mà lụi bò. Rồi đây của ông Bi được sâu nữa cũng đẹp quá nè. Đẹp quá. Ăn chấp giá từng miếng thịt. Miếng thịt vậy, miếng thịt khác chứ không phải miếng nào nó cũng đẹp. Thì ra phải làm lụi mình phải sửa lại. Trước mà đám á, có dân dọn đông mới làm món lụi nhỏ chứ mà ít dân dọn là không dám làm món lụi nhỏ đâu. Ai đâu mù lụi. Lụi này công lắm mà đám mà đãi cả cái đám cưới mấy chục mâm á hả là mấy cái thau thịt luôn. Rồi phải lụi bây giờ hả nhiều đám rút kinh nghiệm phải lụi trước rồi để vô thùng đá. Hồi xưa người ta ưa làm món này chứ bây giờ ta không ít. Cái này thường để đám cưới hay gì cô Tư? Đám cưới. Bây giờ con thấy làm đồ chiên được không rồi hay là nem nướng thôi. Mấy cái làm mấy cái ăn nhanh á. Chứ còn mà lụi này ít lắm. Giờ không vui bằng ngày xưa. Ngày xưa là không lo cho. Nhớ đám cưới của ngày xưa là dân dọn đông lắm, bây giờ không có dân dọn đâu con ơi. Giờ ai cũng có việc riêng hết rồi. Giờ có dân nhà mình mới làm được.
phụ em để xuống chị. Sao thì cháu đi làm hộ á bê. Nó cũng làm tương lai có thể. Rồi bữa nay cô Tư đầu tư một bao hàng quá trời luôn rồi bê ơi. À hốc hốc đi, mày xé không, mày xé không, không được xé hả, không được đâu. Ừ hi kêu được không? Rồi dạ. Ừ. Quá trời rồi bây ơi. Này không bỏ giờ đây đúng không? Ừ. Thay đi hồi lùi á. Không sao, thôi rửa thay, chị đi cho nó dễ. Đây đây đây, để lấy cái gì hốt. Ở đó đây bây. Để lấy gì hốt. Đây. Có cây gắt. Đây đúng không? Ừ. Bỏ chứ giữa nè. Được không bây? Dạ được. Rồi cũng xong, lỗi cũng xong rồi, anh đốt lửa được rồi chứ anh. Rồi rồi xong rồi, bây giờ để bên đây hả? Bên đây hay bên kia? Hai cái ghế lên đây. Bên nào cũng được. Rồi. Được ha. Rồi. Cái gắp đây. Để chị hai lấy gắp được qua, đậm phụ nước. Đây đây đây. À, đưa gắp đây chị hai. Đây. Anh để vô, để đi vô đừng có chở. Để đi em phụ. Đồ vậy. Nghịch tay mình để hướng này. Mình chở đi anh, chở mấy cái dĩ trước đi anh ơi. Anh chở cho có hai. Gần thịt nè. Cái này là cái còn dư. Mẹ hai được không chị hai, chảo phụ đi em để vô cho được không bi? Ngưỡng đầu Nguyên ơi, ngưỡng đầu Vinh Bảo à, cưng đầu đặng này chị đâu mà đó dặn gì. Sao mà nó nóng dữ vậy, khăn nước mà nó nóng dữ lắm. Nó để lên hết á nó mới có cái nóng ở tay mình để cho nó quất ha. Chưa gì hết là nó ấy rồi. Hình như là nó sát quá. Cái này nó sát quá, nó sát mặt lửa quá. Wow. Để làm, anh để kéo cái này ra đi. Cái này nằm ngoài. Cái nước cốt ơi, vừa mình vắt kẹo à, giờ múc mình đổ qua cái hành lá sắc nhuyễn nè, để vô. Rồi mình cho ít sữa đặc vô. Rồi mình cho vô một ít muối, 1/4 muỗng muối. Rồi quậy đều lên. Cái nó mới
trở mày ơi. Dạ. Đây, em làm cái nước mà nước cốt với sữa với hành lá chút cái nó vàng á, cái vàng cái mình rưới lên, rưới khoát lên để từ từ cho nó chín nha. Giờ để đây đi nha. Lạ gì cô Tư. Ngon lắm, hồi nước khoát này lên nó thơm lắm. Béo ngậy. Mà để cho nó chín thịt cái hả? Cái nào ấy thì mình khoát lên là nó rút từ từ nó chín. Dựng nó lên đi, cái nào nó vàng nó dựng nó lên đi. Thôi mình dựng nó đi ha, dựng nó dựng nghiêng nghiêng vậy nè cho nó chín đều hai đầu luôn. Nó cho nó vàng hai bên rồi cứ bắt đầu mình dựng lên. Tốt lên. Làm cái gì mình quét à, vậy đi đặng có nó cứ dính hạnh luôn ha, quét kia nó tha tha lấy cái muỗng. Ồ cha cũng khéo tay quá ha, làm cũng đẹp quá chứ. Có hàng có lối. Cái này chắc hồi, cái này vô cái hồi xưa cũng cái nghề đi đi đám thịt, đi đám nướng thịt dùm cho đám rồi nè. Wow. Từ đó hay hay nướng thịt nó nướng bằng lửa nhỏ rồi. Chế là con chở rồi cho nó rút nó mềm. Nó mềm thịt. Ô bị quá rồi. Có khói. Nhưng tới về đốt khói lên rồi. Ờ đó đây cho từ từ đây cho đó nó vàng cái đó đi. Bị tấn công quá trời. Tối hết biết đường làm rồi. Quá. Như đẳng than nhiều hơn đây vậy á. Dạ, đằng này nó nóng hơn. Vậy nếu mà cái đó nó vàng á thì mình gấp vàng không đổi lại đổi chỗ đặng cho nó rút từ từ á, đặng cho nó rút từ từ rút mà nó còn nóng á nó chín từ từ bởi vì thịt mình ướp nó vậy cho nó áp. Lấy bún ăn con. Nó cho con ăn bún chứ không có cơm. Bữa nay cái này là ăn mùng 5 tháng 5 đó nghe em. Yeah. Bi Tết giữa năm cô Tư. Ừ, mùng 5 tháng 5 á cô Tư đãi đó. Ủa cái cô cái trong bác sĩ nó trong rồi. Thôi đứng lên con xếp qua cô hai chút đi. Có cái này vô nè, nó phải khỏi không chứ chút xíu nó hết cái này khỏi hết khỏi rồi. Mình đẩy cái vàng đó qua bên này, đặng nó còn hơi lửa hông hông nè. Giót. Chạy. Này chín nè. Chín rồi các tư ơi. Rồi gấp này chín rồi. Mình dồn qua đó được không mà để nó mới ra được. Khó chứ không bay. Dạ sao em bé được. Đâu có mẹ con phụ mẹ. Em mới là con đây.
được, mà nhưng mà nó chậm này con phủ phủ nó mau rồi. À, đây cái nào nó vàng, cái nó thiệt vàng chút đi con ơi. Dạ. Bỏ nước kia luôn hả? Cái này nè, cái này vàng tươi luôn nè, vàng nhấp nhấp xuống đi con ơi. Dạ. Ô đây. Đây để chị. Lớp này chín nè. Trời ơi, có thêm mấy cái lá lốt nữa hả? Mấy cái dụng á. Cái dụng dụng để lá lốt luôn, để xích vô chăng à. À đúng rồi. Thơm quá bây giờ. Khó chưa? Cũng ăn lần lần đi con, rồi họ ăn thịt sao. Không anh gửi lên cái nó rút cái bên đây nè, chờ còn nè. Thôi ít thôi mẹ ơi, sẽ béo đó. Cái này nó quá rồi, hồi nó nhận nữa chân á. Cái đây để đây rồi, rồi hồi nó đây cho nó rút rồi. Cái này được rồi nè mẹ. Cái đó tao bán. Ừ, cái này nè con. Rồi thử coi nó ra sao. Trái cái này được không? Bề cái bề. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Gấp này nè, có gấp này nè, đúng rồi. Chia tô đồ ra để ăn bi ơi, xong hết đây nè Quyền ơi. Đây cái này của bé Trang, đây Út Trang đó, cái này của con này Diện Tư. Tư đựng bộ đi, tôi có đũa có muỗng rồi. Diện Tư thì có sẵn. Đây đũa mẹ, đây này của cha. Làm được bữa bữa nay là ăn mùng năm đó, mùng năm tháng năm. Bữa nay làm bò lũi nhỏ, mời cả nhà cùng ăn với mình. Cô Tư, Dương Tư, mà chị Trang của hai. Rồi, mời cha mẹ, mời mẹ hai. Bốn mẹ con hai. Rồi chị với thằng Bi gấp đi hai. Dạ, đây cha. Rồi để cho gấp cho con, gấp đi. Rồi lúc con lấy nhiều của hai. Dạ. Bụng quá trời rồi. Đó bụng quá con. Dạ. Dạ. Rồi, được rồi. Dạ. Ồ, quá ngon. Này, ủa, ngộ mẹ, mùng 5 tháng 5 là mình ăn bánh xèo mà ta. Làm bánh xèo cực quá mình thôi mẹ. Bánh xèo mình ăn món mẹ khác. Làm ăn bún đi. Dạ. Bì bún vậy đó mà thịt nước. Dạ. Khác gì người ta đi. Đây. Cái chua này có hai. Trời ơi, mẹ gấp cho mẹ. Đây, mời mẹ. À, để mẹ từ từ mẹ gấp. Dạ. Gấp được không mẹ hai? Được dạ. Rồi, để chua. Dạ. Mấy cái đen đen này mình lấy cái kéo mình nhấp á. Nãy con nhấp cho bớt rồi đó mẹ. Dạ. Mẹ hai thích gì gấp lắm nè mẹ hai. Rồi, để mẹ hai gấp. Dạ. Ôi. Con của hai chia đi con hai. Chia hả? Không, mình có mấy lượng sau đó con ơi. Chia gì? Đây. Để dưa chua vô. Được không mẹ? Đủ bài bản hết ha. Chan nước mắm vô. Rồi để đậu phộng vô. Rồi chan nước mắm. Mình gấp dưa chua mình để vô. Chan được không? Được. Được. Rồi đưa mà đưa con ai chan cho. Dạ. Con muốn đậu phộng luôn. Rồi đây đây cô Tư để cho. Bi thích đậu phộng hả? Bi thích mẹ. Nó béo béo là nó mê lắm. Dạ. Cô Tư cho một muỗng. Ừ, trộn đều lên cô hai ơi. Để ít bún thôi, hồi đặng ăn được nhiều. Bữa nay ăn bún quá, chắc bự ra. Đây, ngon quá trời. Ngon quá ha. Lâu lắm rồi mới được ăn này á. Bữa nay mùng 5, ăn mùng 5 đó. Dạ. Rồi thôi mở cửa nhà ăn bún. Mà cả nhà lũi nhỏ, lũi nhỏ. Cái này là thịt bò lũi nhỏ. Mời cả nhà ăn thôi cô hai. Ăn thôi.
Ngon quá. Bà gọi cho mình ngon quá. Ngon quá Bi ơi. Thịt nó mềm mẹ. Ướp về thịt mềm ngon mà. Ướp có mật ong sữa đủ hết trơn rồi nó mềm ngon à. Đặc biệt là có nước cốt dừa. Nước cốt dừa nó thơm. Rồi sữa với mật ong rồi đó là thịt nó mềm. Vừa thơm vừa béo. Nó không phải tiệm làm mà. Ngon hơn nhiều. Ngoài tiệm sao làm? Lúc nào cũng thua ở nhà mình rồi. Tiệm làm. Nếu mà làm như cô vậy bán lỗ chết. Ở nhà mình hồi xưa giờ á là đám á, là đám cưới là ở ở vườn ở quê mình là làm món lụa nhỏ này là nó kỳ công vậy đó. Bạn nó lụa nhỏ mỗi một lụa về 10 cục. Là chảy con bạn một 10 người. Hồi xưa có 8 lên. Người chứ. Hồi xưa các bạn có 8. Rồi cái quán mình hỏi để lên, để lụi lên. Vừa ăn không Bi? Dạ ngon. Ngon quá. Chấm đà. Cái thịt lụi này ngon nè, làm ướp làm sao mà ngon quá à. Em mới thử gia vị nó mình có liều lượng rồi em biết chừng nhiêu thịt em ướp. Em làm thường thì em biết. Đã có mấy cái lớp nè. Thử nè. Ngon không? Bò cuốn lá lốt mà ngon á. Ngon Bi, ngon ngon, có hai mình thử đi. Một công mà nhiều món ha. Mẹ nó có mỡ. Thịt nó mềm. Ăn đi Bi. Dạ. Ăn thoải mái được đâu bụng, ăn thoải mái được rồi. Cầm tô lên dễ ăn. Ăn rửa nó chiều cha. Rửa nhỏ ướp vậy mới ngon. Ướp không đủ, đủ gia vị lắm không ngon. Dạ. Làm món cầu kỳ nó phải lâu rồi. Nhưng mà ngon quá. Đầy đủ hết. Có thằng Út ở nhà làm đồ món thôi. Thường thường mùng năm là mẹ hay làm bánh xèo. Làm bánh xèo làm nhân đồ lâu quá. Thôi làm này làm bị bún về ăn. Cũng giống như bánh xèo. Nói bánh xèo bánh nhớ. Bữa nào ngủ chơi cầu hới. Hãy đi cầu hới nè. Biết không Bi? Dạ biết. Bữa nào đi Vận Tư Bi. Dạ. Cho về cho cô với cô hai nấu. Mình khỏi cần xuống sông lên mấy cái đường nước trên đồng nè cũng có. Đó hả? Mắt con bự bự không à? Hến bự bự không á? Hến bự không à? Mập lắm à? Vô chua giòn quá ha. Đừng mới làm sao ăn không? Thơm đi Bi. Thịt nó không có bị dai. Lấy nguyên sâu á, con thích ăn này lắm. Hồi đó mà đám dỗ của chú ngoại á, lâu mẹ có mới làm một lần. Cái này đám cưới nữa. Thịt bò thịt nó đỏ, nó nướng nó hơi đen ha. Còn thịt heo thì nó tươi ha. À thịt heo ăn không ngon bằng thịt bò. Thịt bò ngon. Xong hành chấm thơm. Rượu nhỏ là nướng vậy. Đã chàng nước mắm rồi nhiều. Mặn hả mẹ? Thêm bún vô. Thêm bún vô không? Để mặn thì thêm bún vô. Thêm miếng dao. Thêm miếng thịt tướng rồi ngồi dậy lâu. Thế vậy chứ một lụi một là nhiều thịt đó trước đi. Mấy cái đồ thịt bò mà có nhiều đây. Lấy lụi ăn đi Bi. Dạ. Bún rồi đó con để thêm ăn đi. Dạ. Cha còn cha. Con nhóc ở chơi rồi thôi. Một dạ. Lụi một là để cũng đầy tô. Chụp lâu lắm rồi mới ăn cái này. Muốn chụp đạn rồi. Hả? Không nhớ rồi. Không muốn đâu. Ở đây ăn ớt dở quá. Không có ớt đâu ta Bi. Ở trong có dưa chuối không ai? Ờ đúng rồi. À Bi gài rồi. Hồi nãy giờ chị hai chưa thấy nữa. Thấy. Bi không thấy hả? Cho ăn nước mắm cho con. Vừa ăn. Dạ. Bi có đậu phộng nè. Dạ. Đây. Bi phái đậu phộng lắm.
vô. Thôi nhiều đâu phải không? Rút nó cho nó mập lên nữa. Chứ này tăng cân vậy rồi đó bây ơi. Thêm bún thêm rau vô. Ở vậy chăng chị Trang nuôi cho ngày ít ngày nó uống lù luôn. Còn là phúc không mà, có thức ăn không mà. Nghỉ hè mai mốt đi học lại, là kiêng lại. Trời ơi mèo, đi tới đi lui. Mẹ nãy mắc cười lắm, thằng Đen, con với bị đóng cửa. Nó mở cửa vô được. Rồi hả? Ừ. Chỗ nó đâu rồi? Nó chạy về rồi, con la, ê mày, mày dám mở cửa nhà tao, nó chạy về. Biết mở luôn á. Hay thì trước, gài lại cái chốt rồi đó mẹ. Cái này mình làm mệt á, mình ăn vậy chứ phải mà. Đây làm sẵn cho ăn là còn ngon nữa. Này ăn Tết giữa năm thì sớm hết. Bữa nay là mùng 5 tháng 5 đó cho nên người ta cũng hát á. Nó vợ bánh xèo hôm nay đổi món ngon. Ở đây có muỗng. Tính là bánh xèo. Mình suy nghĩ là bánh xèo cực. Mai này cũng ngon mà. Để làm thì ăn gọn. Bữa nào làm bánh xèo không thấy bún lắm rồi. Cha là thích bánh xèo lắm. Xèo hến à. Cái lúa tai heo. Ê hả? Nó giòn giòn vậy mới ngon. Ờ, bánh xèo hến lúa tai heo nữa cha ơi. Cũng ngon vậy. Ừ, cha là thích lúa tai heo làm cái nhân á. Làm cái nhân á, trộn ăn giòn giòn nó. Lúa tai heo chắc xào chung với hến á. Làm nhân bánh xèo thì yên tư ạ. Có món ngon hơn của hai này. Đọc lạ đi ơi, bánh xèo hến lỡ ta heo. Mấy người đó thịt vịt với nhau không ạ? Cái đó người ta làm ăn thường rồi. Dạ. Cái lỗ tai heo rồi. Thì chưa? Chưa có ai làm. Trước là mẹ có làm bánh xèo hến là có. Nhưng thịt này kia nọ là có. Bữa nào con với cô hai phụ. Dạ. Phụ cô Tư nấu nữa. Thêm miếng nữa Bi ơi. Dạ. Ăn đi hai nhiều lắm. Hai tô rồi đó. Thêm đi con, ăn thêm đi. Con đói bụng quá. Dạ. Cái thịt ăn đi con, thịt đi sâu ơi. Muốn cha ăn cái miếng sâu ăn đi. Cha ăn một sâu rồi chưa hết nữa. Ừ. Thấy vậy chứ một sâu nhiều lắm á. Ừ. Anh ăn có cục không? Lấy sâu nữa. Cục nào cũng nào bự bự không mà. Ở ngoài tiệm người ta bán á. Nè chừng phân nửa cục này à. Mà nướng người ta để thừa lắm. Nó bị khô nữa. Của nhà mình mới làm vậy chứ sao? Đặng cho mình thấy cái sâu nó dài quá. Cái này nhiều. Ăn cái bê con hai lấy nữa thêm nữa cho bê. Dạ được rồi. Không lâu đi học á. Bà thèm mua bún hộp nữa. Dạ. Được có mấy cục ăn. Cái lại ơi con. Hả? Dạ. Sao nè cô lấy sâu này cho nè. Đây. Ừ, công cực khổ ăn đi con. Trong lúc than con nướng. Ờ mà bữa nay cô mùng 5 cô mới làm chứ mai mốt là ăn lại mấy món khác nữa nha. Dạ. Ăn ổng hẩm món này. Bi nó quấn đẹp lắm chứ bộ. Không có đâu ghi quen rồi. Uống kéo tài lắm chứ luôn. Để tôi phỏng vô hả? Ừ. Hồi nãy cho. Hồi nãy là Bi nó làm thợ hồ nữa. Nhưng gạch. Có gió mà giờ hết rồi. Tìm bún vô đi Bi. Bún ra rồi vô con. Cũng có thịt không. Hết chuyện ngon. Bi nó giảm cân. Nó ăn thịt hả? Nó không ăn bún. Người này cũng mệt à. Chuyên ăn mà ăn thịt. Nhưng mà phải có mỡ nha mẹ. Ừ. Thịt mà có mỡ còn phải lụi nhỏ. Chua này ngon quá con tí. Ừ, coi chừng dính ớt đó con. Cái này món này tiên tôm nó cũng ưa lắm mà bữa nay không có. Nó mắc về đi học, nó không kịp ăn. Nó cô Tư còn nhiều món lắm mà không kịp. Cũng muốn no luôn mẹ. Cái dưa chua này con ăn không đặng nghe. Ăn hai sâu thịt á. Lâu lắm rồi cũng ăn.
bị cái món dưa chua này nó thích lắm. Không biết trời là chiều có mưa không cha? Trời cũng có hỏi là cha hỏi đại. Hỏi đại á, đại trả lời liền. Cha giờ hiện đại. Vô hỏi đại. Bắt cái vô tiếng lên ra là hỏi nó có mưa không nó trả lời. Mấy bữa nay là hồi chiều muốn mưa. Cái trời bữa tối luôn quá. Lâu rồi đó, cách gần cách tuần rồi đó. Lâu, có phải ngày. Ủa vậy hả cha? Nắng hôm qua, mới hôm qua hôm kia được hôm qua. Nắng hôm nay được 3 bữa. 3 bữa hả? Con nhớ lâu chứ. 3 bữa. Mấy bữa khác mưa nhiều thế hả? Cái bữa trước còn lâm râm còn ướt ướt đất. Còn như hôm qua lại trộn luôn, nó trộn luôn. Vậy chứ bữa kia cũng bị mưa. Sao một trắng nè. Mùi lốc, cái mùi lốc cả. Cái này có qua mưa hả vậy? Hả? Sắp qua mùa mưa chưa? Tới mùa mưa mà. Mùa mưa này lúc này đang mà con. Đang vô mùa chứ. Đang vô mùa mà. Đang vô mùa mưa. Bây bữa nào đi ra rửa, bây mưa xong đi ra rửa cá nó bẩn. Tháng 5 tới tháng 10 còn cũng vừa mới có nửa nửa cái mùa mưa đó. Ta nói là nắng mùa mưa con không biết nó là sao. Thì nắng là từ tháng mấy rồi cơ? Tháng 10 giảm mưa tới tháng 11. Hết mưa luôn à, từ tháng chạp tới tháng 3 mới mưa trở lại. Rồi giờ thời tiết giờ thời tiết không biết được đâu, có khi tháng giêng tết còn còn mưa mà. Rồi, bữa nay làm món lụa nhỏ ăn ngon quá. Ăn mùng 5 tháng 5 đó, bữa nay xe cộ chạy ì xèo luôn. Ở làng xóm người ta cũng hát nhoi hết trơn. Làm món lụa này nhiều còn chịu ăn nữa. Thôi cho mẹ hai với anh Bi đem về ít. Thấy ngon hả? Vậy thì để rồi một chút ăn nữa, giờ mệt quá ăn không được nhiều. Ở nhà mình ăn cũng xong rồi, mình xin kết thúc video tại đây nghe cả nhà. Mong cả nhà ủng hộ kênh mình. Bye bye.